Tại xã Hải Sơn trong sáng nay đã có 150 hộ bị ngập, trong đó có 13 hộ đã di dời. Theo ghi nhận, lượng mưa ở huyện Hải Lăng xấp xỉ 320 mm. Tuyến đường liên xã từ Hải Sơn về Hải Phong bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại. Các tuyến đường liên thôn ở Hải Sơn, Hải Phong, Hải Đình, Hải Lâm bị ngập sâu trong nước. Những thiệt hại ban đầu được ghi nhận tại huyện Hải Lăng. Trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Ba bị tốc mái hoàn toàn nhà vệ sinh và 1/3 mái tôn phòng học. Hệ thống đê bao vùng trũng ngập hoàn toàn, khu dân cư các vùng càng bị cô lập, lượng lớn diện tích hoa màu bị ngập, nguy cơ thiệt hại nặng rất lớn. Đến 11 giờ ngày 15 tháng 10, huyện Hải Lăng đã tổ chức di dời 246 hộ, dự kiến ngay trong đêm 15 tháng 10 sẽ tổ chức di dời hơn 1.500 hộ đến nơi tránh trú an toàn. Hiện tại thì cũng đã chỉ đạo các ban chỉ huy phòng chống các xã đi kiểm tra các cái vùng xung yếu và sẵn sàng di dời những cái chỗ mà bà con ở cái vùng xung yếu thấp trũng lên cái vị trí an toàn. Do địa hình phức tạp nên ở các xã thuộc vùng trũng của huyện Hải Lăng khi có mưa to, lũ thường lên rất nhanh, ngập sâu dài ngày. Việc chủ động triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu.